Một tập thể mạnh không chỉ tập hợp những con người mạnh, mà là tập thể có sự gắn kết và cùng hướng về một mục tiêu chung. Thất bại là điều bình thường, quan trọng là cách chúng ta đứng lên. Mình sẽ không để phụt mất cơ hội bước ra thế giới thêm một lần nào nữa. Với Gam, chức vô địch chỉ là bước đầu cho những mục tiêu xa hơn. Mình sẽ chứng minh mình là mảnh ghép hoàn hảo của Gam. Mọi thất bại đều là tiền đề để dẫn chúng ta tới chiến thắng. Gam đã sẵn sàng cho chức vô địch lần thứ 9. When I want, yeah, let me hide it. What I want, when I want, yeah, let me hide it. What I want, when I want.